Trailer bộ phim Đặc nhiệm Hốc Sao thu hút sự chú ý khi đưa toàn bộ lùm xùm đời tư của nam em vào phim. Sau bao ngày khán giả chờ đợi khi ấp mở nhiều thị phi của showbiz, trailer của series hài Đặc nhiệm Hốc Sao đã chính thức lên sóng. Đây là dự án phim mới của nữ hoàng thị phi nam em và được nhào nặn dưới bàn tay của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh. Nội dung chủ yếu được lấy từ những bê bối đời tư của nữ nghệ sĩ ngoài đời thật, cho nên rất nhiều tình huống có trong Đặc nhiệm Hốc Sao khiến không ít khán giả cảm thấy quen thuộc và bất ngờ. Mở đầu đoạn trailer, một câu nói xuất hiện làm cho người xem thấy rõ một điều: nghệ sĩ chỉ việc biểu diễn dưới ánh hào quang trên sân khấu, còn những bê bối đời tư, scandal, tình cảm, đấu tố qua lại sẽ được giới ông bầu xử lý gọn gàng. Thậm chí để có thể che giấu những tin đồn, họ sẵn sàng mua chuộc truyền thông nhằm mục đích đổi trắng thay đen. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhưng trailer phim Đặc nhiệm Hốc Sao đã hé lộ rõ những góc khuất ít ai biết được của giới showbiz, như những cuộc trao đổi tình tiền, những ông sao bà sao luôn xem mình là trung tâm. Đặc biệt khán giả sẽ bất ngờ trước những tình huống thô nhưng là thật được thể hiện rõ qua từng cử chỉ, nét diễn xuất của nam em. Ấn tượng hơn, cô nàng còn không ngần ngại thực hiện những cảnh đụng chạm nhạy cảm và bạn diễn khác giới, nhưng lại khiến khán giả khó hiểu bởi lời khẳng định: tôi chưa bao giờ có ý định muốn gạ tình với bất kỳ người đàn ông nào, hay trong mắt mọi người em là một đứa bẩn thỉu. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Karen Nguyễn đã tạo cho bộ phim thêm phần kịch tính, mà chuyển cảnh với các tú như trời giáng cùng câu nói trending của Sơn Tùng MTB: muốn ngồi được ở vị trí ai cũng mơ ước thì phải chịu đựng được những thứ mà không ai chịu đựng được, đã khẳng định vai diễn của Karen Nguyễn rất gay cấn và lắm drama. Đặc nhiệm Hốc Sao không chỉ có sự góp mặt của Đức Thịnh với vai trò là đạo diễn và diễn viên, mà còn cả bà xã Thanh Thúy, nét diễn hài hước dí dỏm của cô như thổi vào bộ phim một làn gió mới mẻ, tạo nên cảm xúc thú vị cho người xem. Ngoài ra, dự án lần này còn quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như Lãnh Thanh, Phương Lan, Thùy Anh, Trần Ngọc Vàng, Trương Thanh Long. Đặc biệt sau khi nam em công khai quen nam diễn viên Lãnh Thanh, nhiều khán giả cũng mong chờ được chứng kiến phản ứng hóa học giữa cặp đôi này. Nội dung phim chủ yếu lấy chất liệu từ những bê bối ồn ào xung quanh công việc cũng như đời tư của nam em để dệt nên cái hồn cho tác phẩm. Điều này đã làm cho không ít khán giả cảm thấy lo lắng vì sự liều lĩnh của cô. Bởi việc lấy những scandal của bản thân đưa vào trong tác phẩm, nó như là con dao hai lưỡi. Nếu tích cực, nam em sẽ được khán giả đồng cảm và thấu hiểu trước những sóng gió mà cô đã từng chịu đựng và trải qua. Nếu không may, cô sẽ nhận về những chỉ trích của dư luận vì công khai quá khứ không mấy êm đẹp của mình. Nổi tiếng là nghệ sĩ có nhiều lùm xùm thị phi từ khi gia nhập làng giải trí đến nay, nam em được khán giả kỳ vọng sẽ hóa thân chân thật nhất vào nhân vật. Đáng chú ý hơn, khi được hỏi vì sao lại quyết định công khai và đưa toàn bộ quá khứ của mình vào trong Đặc nhiệm Hốc Sao, thay vì che giấu trước khán giả, thì người đẹp cho biết rằng: có thể ở trong quá khứ mọi người luôn nghĩ tôi có vấn đề về tâm lý, nổi bật ở vẻ bề ngoài, còn bên trong thì trống rỗng, nhưng tôi muốn mọi người hiểu rõ hơn về con người của mình thông qua những tình tiết chân thật có trong bộ phim mà mình đã dồn hết tâm sức để thực hiện. Hy vọng trước sự dám nhìn nhận và đối mặt với quá khứ để thay đổi chính mình sẽ làm khán giả hiểu hơn về tôi, cũng như có cái nhìn khác. Hãy yêu thương và ủng hộ tôi nhé. Đặc nhiệm Hốc Sao dự kiến được bắt đầu phát sóng từ mùng 1 Tết, tức là ngày 12 tháng 2 năm 2021. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe thông tin hôm nay của kênh tin tức Hương Kali. Xin gặp lại mọi người vào video lần sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.